em thách anh Trung thay sửa chốt bản lề mà không cần nhìn đấy ạ. Căng nhỉ, sửa chốt thì làm ngay, không cần nhìn thì căng. Rồi, test nhé. Đó, trước tiên là mình sẽ bịt mắt bằng cái khẩu trang này. Mình sẽ bịt mắt bằng cái khẩu trang, không nhìn thấy gì, nhắm mắt luôn. Đây là một chiếc Zippo vỏ nó bị dơ chốt bản lề. Mình sẽ thay chốt nhé. Đó. Trước tiên là sẽ đục cái chốt ra, đục cái chốt cũ ra. Và mình sẽ tua nhanh để anh em xem cho đỡ nhàm chán. Đó, sau đó thì cho then vào và nắn căn chỉnh cái chấu bản lề. Khi căn chỉnh chấu bản lề xong thì sẽ thay một cái chốt mới vào, đóng một cái chốt mới vào. Khi căn chỉnh mà đã chuẩn rồi thì cái chấu bản lề nó chuẩn, đóng chốt mới vào là nó sẽ ok thôi. Đó, đặt nhá, xong nha anh em nhá. Tiếng hay luôn, uy tín luôn, tiếng hay luôn. Ok chưa?